Tèo 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 tèo. Đây 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 đây. Ui rồi ôi bây giờ mới nhận được này. Wow. Đây đây à đây à. Người đây à 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 người đây à. Má mày má mày má mày. Rồi mày có chứng ta nha mày. Lút đồ à? Anh nhìn thấy chú rồi nhá. Bây giờ là anh sẽ xem là chú chạy đi đâu. Tao xem mày chạy đi đâu được này. À, mày hay lắm. Tao sẽ xem mày chạy đi đâu được à? Cùng lắm lại đi từng chứ gì. Có phải không? À. Vãi nồi lag à? Lag này, lag này, lag này, lag này. Số nhỏ rồi. Cái này là trách số phận nhá, đừng trách mình nhá. Máy lag thì phải chịu thôi bạn ơi. Ok. Một cây Adup, một cây MP40. Trông có vẻ như là hơi bị sôi động đấy anh em ơi. Bên trên còn người, một đứa ngay phía trên. Mày làm gì vậy? À không, ở ngoài, nó ở ngoài. Má đó, nó ở ngoài. Nó ở bên này. Nó bên ngoài thôi. Không phải ở trong đâu. Chắc là lanh quanh thì ở đây thì phải. Mày có trừ tới nhà mày hai đứa luôn. Vãi nồi, hai đứa luôn. Vãi nồi thế. Nó lại vãi nồi thế nhỉ anh em. Qua đây. Vãi cả trường. Làm sao nào. Mày chạy đi. Mày chạy được không? Má mày chạy được không? Mày chạy được không này? Con lợn này. Mà chạy với chú à? Hay quá nhờ anh em nhỉ. Dăm ba con lợn luộc này. Chơi sao được chú hả các con ấy. Bậy túi máu rồi. Cứ lợn thêm đi anh em ạ. Lượng thêm càng nhiều máu càng tốt luôn. Không thể xoắn bố quát thằng nào cả anh em ơi. Và đây kẹo xin 15 giây của anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em đó là trang Free Fire VN Official trên TikTok. Thì đây nó chính là trang TikTok Free Fire của bên Gardena luôn nha anh em. Anh em nhớ follow để ủng hộ cho nhà phát triển và đón xem những video TikTok chính thống nha anh em. Các bạn đoán xem là còn ai không? À đây một đứa ở trên này. Mày này. Mày có chứng tới nhà mày. Bắn hụt rồi, một viên trúng này. Lên xe. Má nó bắn hụt có một viên thôi anh em ơi. Không thằng bé nó sanh mộ với mình rồi. Mày chạy đi đâu anh hỏi thật. Lên xe. Nó bên này à? Mày bên này à? Bên này phải không? Nghe tiếng chân nó gần vãi trời anh em bên này à? Mày đâu? Nổ địa chỉ này. Mất dậy này. Làm sao qua đây. Qua đây solo này. Mày này mất dậy này. Mày nghĩ sao mày tính solo với chú vậy hả? Sai lầm rồi nha con ơi. Cái này là sai lầm của cuộc đời con rồi nhá. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả. Thay vì ngồi lặng im đi xe tìm địch nhưng không thấy. Anh biết phải làm sao. Đôi lúc anh vào trong UAV nhưng mà lại không thấy. Thì nói đi rồi. Nói đi rồi, chúng mày đang ở đâu? Bố mày cần ôn. Bố mày cần ôn, phóng liệu này, con lợn luộc này. Mày nghĩ gì? Mày, à nó cầm nỏ. Óc chó này. Ui nó có phóng liệu thật. Phải nổ. Mình khinh thường kẻ địch rồi anh em ơi. Ui, may thằng này bắn nó bị cuống anh em ạ. Chắc chắn là pha đến cuống anh em ấy. Nên là nó không xử lý kịp. Chứ nó mà bắn chuẩn là thôi xong rồi, tôi sanh mộ rồi anh em ấy. Không sao, xe vẫn mới nhờ. Xe vẫn mới thì cứ thêm một quất thôi anh em. Xe nó đã cũ đâu. Mới tinh luôn nhờ anh em nhờ. À đây. Rồi đây. Mình xin cái giáp các bạn ơi. Có giáp chống nổ rồi, à đâu. Cái này là giáp 4.5 luôn anh em ơi. Rồi này. Giáp trắng tinh luôn anh em ơi. Người ta gọi là giáp chất lượng. Đấy. Hàng Việt Nam chất lượng cao nhỉ. Nghe có vẻ hợp lý vãi chưởng đấy. 11 thằng nữa à. Xem trận này kiếm top 1 nhỉ anh em nhỉ. Anh em coi này, tôi sẽ thể hiện cho anh em xem này. Kiếm top 1 luôn này anh em này. Không có người. Ui, không có cái quần què.
Một đứa ngay phía sau vòng lại ngay. Bên này còn người đây. Qua thẳng đây luôn anh em ạ. Mày đang ở đâu? Nổ cho anh xin cái địa chỉ nào. Má mày. Ở đây à? Trên tròi. Mày xuống đây hộ cái. Mày xuống đây hộ cái. Hỗn láo mất dạy. Nó dám phá xe của mình anh em ạ. Mấy thằng mất dạy này. Má nó. Nó phá mất tiêu con xe của mình cay anh em ạ. Có mỗi con xe mồi để đi săn đi. Nó bắn này anh em này. Nhìn này. Nát bét con xe luôn. Rồi. Bố mày thù chúng mày. Chúng mày nghe rõ chưa? Tí qua kia đổi con xe mới anh em ạ. Bây giờ là nãy đây. Mình thấy một đứa ở đây. Thằng này à? Phải thằng này không vậy? Mày bị lag à? Mày này, con lợn này bị lag à? Mày bị ngáo hả? Hay là mày đang phê lá đủ vậy? Rồi, hay quá. Nhờ. Lên xe anh em ơi. Qua bên kia đổi xe mới. Úi dồi ôi. Phi vụ của tôi qua bên này ăn được mỗi hai mạng đấy. Hư mẹ con xe luôn. À đây, wow. Có xe mới. Ngon quá. Úi dồi ôi, ngon quá xá là ngon. Úi dồi ôi, tôi có xe mới rồi. Các bạn ơi. Hay nhờ. 6 thằng nữa. Xem có vẻ trận này kiếm top 1 là cũng hơi dễ đấy anh em nhở. Em. Xem khô máu kiếm top 1 nào. Thế là chúng nó ở đâu rồi nhở? Một lát nữa thôi anh em ơi. Thu lại còn nhỏ tẹo tẹo tẹo. À đây rồi. Một con lợn. Một con lợn đây rồi. Má mày. Úi dồi ôi, thương quá cơ. Úi dồi ôi, mình thương bạn quá cơ bạn ơi. Bạn ơi, mình thương bạn quá cơ. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao bạn lại ra đi mất rồi? Bạn ơi, tại sao vậy? Ôi, thật chia buồn cho bạn. Thật thương tiếc cho gia đình. Hôm qua ăn bát cháo gà, hôm nay bạn đã bỏ nhà ra đi. Thôi, chia buồn với bạn. Thế là bây giờ chúng ta phải xem đi kiếm top 1 thôi anh em ơi. Còn 3 thằng nữa, 7 kill rồi. Thế là kill nốt 3 đứa, 10 kill top 1. Uầy, tuyệt vời anh em ạ. Rồi, nào. Các bạn ơi, các bạn ở đâu rồi nhá? Mình lại sợ các bạn quá cơ. Anh em ơi, từ từ. Tôi sẽ xem là còn có 3 thằng thôi anh em ạ. Kiểu gì mình nghĩ là cũng có đứa bơi qua sông nhá. Tôi lượn lờ bờ sông luôn. Mày. Chúng mày đâu? Mình nghi ngờ vãi trời anh em ạ. Không có. Cái gì vậy? Hòn đá vô hình à? Vãi cả nổi game. Đâm vào hòn đá vô hình mới vãi nổi chứ anh em. Top 1 đang đến rất gần rồi anh em ơi. Và bây giờ thì mình sẽ xem là hai thằng còn lại đang ở đâu để xem nhanh còn kiếm top 1 nào anh em nào. Đấy. Cứ phải gọi là nhanh tay nhanh mắt thì bây giờ là ai sẽ là người kiếm top 1 đây. Chúng mày trốn đâu cả rồi? Ôi vãi nổi. Sao nhỉ? Ở trên nhà. Úi dồi ôi, chúng mày lại trốn trên nhà rồi. Quần què chứ. Đây. Bò tiếp theo ra đây này. Anh xem chúng mày trốn ở đâu. Chúng mày trốn đi. Chúng mày trốn đi. Bò ở đây thì trốn bằng niềm tin nhá. Mình thấy là có một đứa ở trên rồi. Một đứa ở ngay trên này này. Đấy. Trong nhà phải không? Từng một phải không? Thế còn thằng còn lại đâu? Còn một thằng nữa. Có khi là mình nên vào qua đây anh em ạ. Còn một thằng nữa thôi. Thằng bé ở đây. Má mày. Con lợn này. Mất dạy này. Ôi, có một đứa trong nhà nó bắn mình. Phải đổi thế, bạn ơi. Phải đổi thế, mình đây. Mình đây, bạn ơi, đừng nóng, mình đây. Mày đây à? Mày đây, con lợn này. Ui, vãi cả trưởng, làm gì căng thẳng với nhau vậy? Mình nhớ bóng kén đó nha bạn ơi. Làm gì căng thẳng với nhau vậy? Vãi cả nồi nhờ. Wow, baby Andrew.
top 1 anh em ạ. Ngon lành cành đào nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.